Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Đã được bắt đầu trong set đấu đầu tiên này, Su Shin là người cầm giao bóng trước. Hai tay vợt đều sử dụng tay trái và tay thuận của mình. Và điểm số đầu tiên đã dành cho Su Shin khi Lin Zhao Zhuan đã flick bóng không qua nổi lưới. Một tình huống gài bóng rất khó chịu, bóng đi sâu và mang cá bên phải của Su Shin. Su Shin đã không kịp tư thế để giật tốt trong pha bóng vừa rồi. Tỷ số là 1-1. Và flick trái ngay trên bàn của Lin Zhao Zhuan. Bóng đi thẳng sang bên góc trống Su Shin. Tay vợt Lin Zhao Zhuan có thể nói là tay vợt có nhịp đánh nhanh nhất thế giới trong thời điểm bây giờ, thậm chí còn nhanh hơn cả tay vợt Harimoto. Điểm mạnh của anh là liên tiếp sử dụng những quả flick trái ép đối thủ về thế đôi công và đua tốc độ. Nhưng điểm yếu của anh chính là quả giật. Những pha giật bóng của anh có độ an toàn không được cao. Tình huống giật trái ngay trên bàn của Su Shin và tỷ số được tốc độ xoáy của quả bóng vừa rồi là 4.566 vòng trên một phút. Su Shin đang bắt nhịp trận đấu rất tốt, tỷ số đang là 2-4. Điểm số thêm nữa cho Su Shin. Một pha cứu bóng rất hay đến từ tay vợt dọc. Không ai nghĩ Su Shin vừa cứu bóng vừa phản công trong góc trống của Lin Zhao Zhuan. Năm ba. Một tình huống bóng may mắn cho Lin Zhao Zhuan khi bóng đã chạm vào cạnh bàn. Điểm tỷ số rút ngắn xuống còn 4-5. Rất đáng tiếc cho Su Shin trong tình huống giật trái vừa rồi. Bóng đã thiếu ma sát và không qua lưới. Lin Zhao Zhuan đã cân bằng được tỷ số 5-5. Khả năng phòng thủ của Lin Zhao Zhuan là không tốt. Sở trường của anh là những pha đờ mi ngay bên trái, còn kê bóng hay bị mắc lỗi. Lợi thế vẫn đang thuộc về Su Shin khi anh đang cầm hai quả giao bóng và dẫn trước 2 điểm. Trong tình huống vừa rồi, Su Shin đã hơi nóng vội khi anh quyết định đưa ra một tình huống giật trái ăn điểm ngay, nhưng mà bóng đã không vào bàn. 7-6.
liên tiếp là hai pha giật trái hỏng của Susin. Anh đã không tận dụng được hai quả giao bóng của mình. Và tiếp tục Linh Giao Doan đã cân bằng được tỷ số là 7 đều. Trận đấu rất lâm ly ngay từ những phút đầu tiên của set đấu đầu. Một tình huống mà chúng ta thấy tốc độ của Thu Xin nhanh như thế nào. Ngay từ pha né giật góc trái, anh đã lao sang góc trống một cách rất nhanh. Nhưng đối thủ của anh đã phòng thủ thành công. Liên tiếp là những tình huống đờ ly bóng nhanh của Linh Giao Doan. Một tình huống xuất sắc. Hai pha đờ mi sâu sang bên góc trái và một pha kết cuối cùng sang bên phải. Susin đã không thể nào chống đỡ được tình huống vừa rồi. Phòng thủ tuyệt vời. Pha treo xoáy của Susin vào bàn không làm khó được Linh Giao Doan. Liên tiếp các series điểm dành cho Linh Giao Doan khi anh bị dẫn trước 5-7 và cuối cùng anh đã vươn lên 10-7. 5 điểm số liên tiếp. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với trận đấu. Tôi là bình luận viên Tuấn Nam Định ạ, tôi đã trở lại đây rồi để cùng bình luận với các bạn trận đấu này. Một trận đấu rất hay của Lin Gao Gang và Susin. Mọi người hãy chia sẻ nhiều đi ạ. Mọi người hãy chia sẻ nhiều nữa lên để mọi người được, tất cả những người đam mê bóng bàn trên toàn quốc được chứng kiến trận đấu này. Trận đấu giữa hai tay vợt đỉnh cao của thế giới. Thưa bạn Ngọc Ánh rằng trọng tài có thể bắt không giới hạn đâu ạ. Cứ ra bóng lỗi là trọng tài sẽ bắt thôi. Hiện tại Lin đang tạm dẫn trước với tỷ số 1-0 và set đấu thứ hai đang dẫn 4-1. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn của Susin. Vâng, chắc chắn rồi. Thì Susin là một dơ bóng thuần tấn công và dơ một càng vượt dọc mà lại đụng ngay phải Lin Gao Gang, là một vận động viên có khả năng phòng thủ cực tốt và đánh tốc độ rất cao. Vâng, thưa bạn Mộc Phố là Ito Mima vừa thua với tỷ số là 4-1 rồi. Tôi xin chắc chắn rằng phải tìm cách dứt điểm trong 1-2 đòn đầu tiên. Chứ đưa vào đánh đều và đánh chuẩn thì không thể nào ăn điểm của Lin được. Bởi vì Lin là một vận động viên có khả năng phòng thủ phản công cực kỳ tốt. Anh đánh rất nhanh.
những quả trái của Lin đa phần rằng anh sẽ dummy lại chứ không phải là phòng thủ đơn thuần như thế. Thưa bạn Đặng Huy rằng Mã Long sẽ đánh với Tomokazu Harimoto ngay sau trận đấu này. Vâng, các bạn đã chia sẻ nhiều nữa lên ạ. Chúng ta đã có gần 1.000 người rồi. Gần 1.000 người cùng xem rồi. Đây là trận đấu rất hay. Vâng, thực sự thì Sushin là một vận động viên phải nói là gạo cội của Trung Quốc. Anh được đánh giá rằng Sushin là vận động viên chuyên đánh số 3 trong đội tuyển Trung Quốc từ xưa cho đến nay. Thưa bạn Nguyễn Minh Quân rằng giao bóng thì đứng ở chỗ nào cũng được, bất cứ vị trí nào trên bàn. Tỷ số là 6-5 cho Sushin rồi. Vâng, dù sao thì trong một tập thể những vận động viên trẻ của Trung Quốc hiện nay, ai cũng lấy Giang Jiker làm hình mẫu, ai cũng flick trong bàn, sau đó vua trái dummy rồi xoay qua giật phải. Vâng, trong một rừng các vận động viên đánh giống hết nhau như vậy thì cái lối đánh của Sushin và Mã Long lại trở nên cực kỳ đặc biệt. Vâng, nó có những cái hoa mỹ khó tả. Chắc chắn rằng tôi mong muốn có một trận đấu chung kết giữa Sushin và Mã Long. Có những pha xử lý trong bàn rất tốt. Còn có thể bắt ngắn, cắm sâu hay flick trái đa dạng. Và phạm vi đánh sẽ đánh ở tầm trung, chứ không hoàn toàn là ôm bàn rồi tua dummy như Lin Gaoyang hay Liang Jingkun. Vâng, xin chào bạn Tú. Nói chắc chắn rằng nhìn đùi mấy ông Trung Quốc này thì ai cũng biết rằng họ đã tập luyện cực khổ và nghiêm túc như thế nào trong rất nhiều năm. Đó là lý do mà tại sao thể lực của các vận động viên Trung Quốc lại cực kỳ tốt. Thưa bạn Trường Âu Xuân rằng vận động viên Itoima đã thất bại với tỷ số 4-1 trước Wamanu rồi. Như vậy là trận chung kết nội dung đơn nữ sẽ là Wamanu và Trang Ma. Đây là một trận đấu cực kỳ hay. Thế bạn Nguyễn Văn Thao rằng Lin không thể thua Tim Boon được, bởi vì nếu thua thì Lin đã không có mặt ở đây. Vừa rồi là một set đấu chóng vánh của Sushin giành chiến thắng 1-6 trước Lin Gaoyang. Tỷ số đã là 1-1. Sushin được gọi là ông vua biểu diễn của bóng bàn Trung Quốc. Anh có những pha xử lý rất dị mà chỉ có vượt dọc mới có thể làm được. Sushin là vận động viên đánh vượt dọc hiện nay được gọi là số 1 thế giới rồi. Trước anh thì có Wang Hao, hay cùng thời hiện tại thì có Wang Trung Tinh của Hồng Kông, nhưng mà đều không đạt tới đẳng cấp như Sushin. Thưa bạn Hữu Thái rằng đây là trận đấu bán kết thứ nhất, và trận đấu bán kết thứ hai sẽ diễn ra giữa Harimoto và Mã Long ngay sau trận đấu này. Các bạn có thể thấy rằng khả năng tấn công của Sushin là khủng khiếp như thế nào. Những pha giật bóng có vòng cung cực kỳ cao, cao hơn lưới rất nhiều, và bóng bay sâu về mép bàn, rất khó để phòng thủ. Một vận động viên có khả năng phòng thủ tốt như Lin Gaoyang mà vẫn không thể phòng thủ được. Thưa bạn Xuân Vinh, tối nay sẽ đánh chung kết hai nội dung đơn nam và đơn nữ ạ. Một pha bóng giật đối sở trường của Sushin.
sở trường của Lin cũng là Dermy, nhưng mà có vẻ như Dermy thì không thể chuẩn như là lùi xa bàn và giật đối được. Thưa bạn Thanh Tùng, là cảm ơn thông tin là bạn chia sẻ. Nhưng có vẻ những thông tin nó không chuẩn lắm. Thưa bạn Trung Trần rằng Vương Hạo và Susin thì tôi đánh giá là đẳng cấp ngang nhau thôi. Dù sao thì Vương Hạo cũng chưa có thành tích gì đặc biệt cả. Và anh đã giải nghệ rất sớm rồi, và Susin thì vẫn đang trên con đường chinh phục đỉnh cao. Tối nay 8 giờ sẽ diễn ra trận chung kết nữ trước, sau đó sẽ đến trận chung kết nam ạ. Các bạn hãy đón xem. Chắc chắn rằng các vận động viên đánh vượt dọc thì luôn luôn yếu trái. Thời gian khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây thì Susin đã cải thiện được khả năng giật trái của mình khá nhiều. Lúc trước thì Susin gần như là còn không đánh được trái cơ. Đánh trái rất là kém, không, trái không phải tốt như Hoàng Hao được. Còn bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng Susin đã đánh kín hơn rất nhiều. Điểm yếu của anh đã được khắc phục tương đối. Anh không đưa vào thế tua trái đều như các vận động viên khác, bởi vì khả năng của vật dọc là làm việc đấy rất khó. Tuy nhiên khi các vận động viên Trung Quốc khác click trái lên thì lập tức Susin sẽ giật trái lại thật mạnh và thật ác. Susin đã giật trái lại ngay chứ không phải là tua đều Dermy lại. Sau khi giật trái lại thì Susin sẽ né ra dùng quả phải của mình để giải quyết tình huống tiếp theo. Vừa rồi là 7-2 cho Susin rồi. Vâng, thưa bạn Trung Trần rằng chúng ta không thể nói là vào chung kết của Olympic thì đã là thể hiện đẳng cấp được ạ. Sẽ có rất nhiều thứ khác. Vâng, rất nhiều thứ khác như là thứ hạng đứng số 1 thế giới. Susin đã đứng số 1 thế giới cũng tương đối lâu rồi. Và Susin luôn luôn là đội tuyển chính của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong rất nhiều năm. Anh cũng được coi là vua đối ngoại của Trung Quốc. Các vận động viên khác như Ma Long hay là Giang Di Cơ thua các vận động viên nước ngoài cũng tương đối nhiều, còn Susin thì gần như là rất ít thua. Chúng ta hãy trở lại với trận đấu đi thôi. Chúng ta đã nói nhiều thông tin ngoài lề quá rồi. Tôi luôn luôn muốn chứng kiến trận đấu giữa Susin và Ma Long, hai vận động viên gạo cội. Hai vận động viên già dặn đánh với nhau sẽ có những pha xử lý và những pha hách não hơn là những pha đùa tốc của các vận động viên trẻ. Susin có thể giật phải được bất cứ đâu anh muốn. Vâng, quả phải và bộ chân của Susin là tuyệt vời. Nếu xét về tốc độ và sức mạnh trong quả giật phải thì có thể là Susin không qua được Ma Long. Nhưng thứ nhất là xét về độ xoáy, và thứ hai xét về sự đa dạng và điểm rơi thì chắc chắn rằng Susin không hề thua kém, thậm chí là còn nhỉnh hơn. Thì Susin có thể giật được ở gần bàn, xa bàn, và phạm vi xử lý bóng giật phải của Susin là cực kỳ rộng. Anh thậm chí có thể là ngả nghiêng người, thậm chí đầu gối của Susin chạm đất anh vẫn có thể giật phải được. Bộ chân của Susin là cực kỳ tốt. Xin lỗi các bạn, thông tin của chúng tôi là hiện tại đang có
Chữ sai lệch đấy ạ. Chốt chắc chắn lại rằng 18 đã thua Guamanu với tỷ số là 4-1 rồi. Thưa bạn Minh Đức rằng Vương Lệ Cần và Ma Long thì đây là thực sự rằng đây là hai thế hệ bóng bàn. Vương Lệ Cần thi đấu từ hồi còn bóng 38 đến 40. Còn Ma Long thì đang là vua của bóng 40 cộng rồi. Rất khó để nói rằng có phải vai tốt hơn. Thưa bạn Đào Thuận rằng bóng bon bàn ở mép trên mới được ăn, còn bon ở mép dưới thì không được ăn đâu ạ. Xét đấu thứ tư đang diễn ra với tỷ số là 1-1 rồi. Susin đang ra bóng. Chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng Susin anh luôn luôn tìm cách giao bóng ngắn, xử lý trong bàn và tìm cách giật trước tấn công. Chứ không rất là ít khi mà Susin tìm cách đưa vào thế ép công. Vâng, xin chào Hồng. Hồng hóm hỉnh quá. Thưa bạn Nguyễn Công Vũ rằng Mã Long đang đánh cốt Long 5 ạ. Rất hay. Vâng, rất hay thưa các bạn. Một pha bóng cực kỳ tuyệt vời của hai vận động viên. Tôi xin được gọi là vua biểu diễn chính bởi vì khả năng đánh xa bàn của anh. Chắc chắn rồi. Susin lùi xa bàn mà các vận động viên khác vẫn không thể kiếm điểm được của anh. Đây là điều đặc biệt của Susin, khác với những vận động viên Trung Quốc khác. Những vận động viên Trung Quốc khác đa phần lỗ bàn, còn Susin thì anh có thể đánh ở mọi cự ly. May mắn của Lin khi mà anh đem vào đánh bóng và bóng chạm vào mép bàn. Tỷ số đang là 3-3 rồi. Susin đang thi đấu cực kỳ thăng hoa. Giật bóng sát sườn của Lin Gao Yang. Vâng, Lin Gao Yang có những pha xử lý cực kỳ tuyệt vời. Kỹ thuật của anh là hoàn hảo. Tuy nhiên tâm lý của Lin là không tốt, ai cũng biết điều này. Vì thế cho nên Lin vẫn chưa thể đạt đến đỉnh cao được, như Mã Long hay là Giang Di Cơ. Thưa bạn Dương Văn Hùng rằng là Susin sinh năm 1990 ạ. Từ bạn Nguyễn Công Vũ là tất cả các vận động viên của Trung Quốc, kể cả là từ tuyển quốc gia hay tuyển tỉnh hay những vận động viên ở tuyển trẻ thì đều 100% sử dụng mặt bên phải là mặt DHS. Còn bên trái thì các vận động viên chơi rất nhiều loại mặt khác nhau. Sau 4 cho Susin rồi. Không thể chống đỡ được trong pha bóng vừa rồi. Quá mạnh.
những pha lốp bóng thì bóng luôn luôn phải ra mép bàn, ra góc xa thì mới có thể lốp tiếp được. Chứ nếu bóng rơi sát lưới thì luôn luôn có nhiều cách dứt điểm. 7-5 cho Linh rồi. Thưa bạn Hồ Ngọc là nhà thi đấu của thế giới thì luôn luôn để tắt hết đèn và chỉ để sáng ở giữa lúc bàn thi đấu thôi. Các vận động viên có thể nhìn rõ bóng và tập trung hơn. Vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ, em sẽ tập trung vào trận đấu hơn. Rất mạnh. Nhịp của Lin là rất nhanh. Anh liên tục đẩy Su Xin ra xa bàn. Đang tỏ ra rất tiếc nuối. Thưa bạn Xuân Trường, là Ma Long và Harimoto sẽ đánh ngay sau trận đấu này. Chín năm rồi. Một pha bóng may mắn của Lin, anh chặn bóng vào mép bàn. 10-5. Và đã có những trận đấu mà Lin dẫn Su Xin với tỷ số 10-5 hay 16 mà anh lại thua lại. Trận đấu mà để đời của Lin, rất nhiều người vẫn còn nhắc lại. Kể cả bây giờ và sau này nữa, tôi tin là sẽ có rất nhiều người vẫn nhắc lại trận đấu đó. Lin dẫn 10-5 và 16 trước Su Xin và Timo Boll, và anh vẫn thua lại bình thường. Nhưng vừa rồi thì Lin đã lấy lại danh dự bằng cách gỡ lại ở set 7 khi đánh với Ocharov. Ocharov dẫn Lin 10 năm và Lin đã gỡ lại và giành chiến thắng tỷ số 10-15. Tâm lý của Lin đã được cải thiện trong thời gian vừa qua rất nhiều. Pha flick trái của Lin và Su Xin đã giật trái lại ngay nhưng bóng đi không chính xác. Vâng, thưa anh Quốc Bình Giang rằng hôm nào em sẽ xuống ạ, nhưng bây giờ em đang Nguyễn Tuân thì hơi xa. Để xuống Phạm Văn Đồng thì cũng là một quãng đường dài. Vâng, xin chào các anh em ạ. Mọi người, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trận đấu kỹ hơn ạ. Và những câu hỏi ngoài lề liên quan đến cá nhân em thì mọi người có thể inbox ạ. Anh em sẽ tâm sự sâu hơn. Đây là pha phòng thủ tốt của Lin. Các bạn có thể nhìn thấy rằng Lin liên tục dồn sâu về bên trái vào nách của Su Xin, rồi lập tức là đưa tới góc trống. Rất thông minh. Một bài, phải nói là một bài ăn điểm cố hữu cho những người phòng thủ tốt đánh với những người một càng. Tôi cũng hay dùng những cái bài như thế này để đánh với những người một càng. Vâng, rất là hiệu quả đấy ạ. Vâng, thưa bạn Nguyễn Hữu Công rằng kể cả là mặt vợt hay cốt vợt không có cái gì là tốt nhất, chỉ có cái gì hợp nhất mà thôi. Vâng, nếu mà cực kỳ tốt và cực kỳ đắt mà không hợp với mình thì cũng không sử dụng được đâu. Một pha giật bóng hỏng đáng tiếc của Su Xin, thậm chí anh còn giật không trúng bóng. Pha bóng vừa rồi chúng ta có thể thấy là kỹ thuật trái của Su Xin là không tốt. Nên các bạn hãy chia sẻ nhiều nữa đi để mọi người cùng được xem trận đấu rất hay này. Quá hay. Vâng, một pha thuật trái tốt của Su Xin. Các bạn nhìn thấy Lin Gaoyang liên tục dummy ra mang cá, nhưng mà Su Xin coi đó là việc bình thường. Khi anh lùi xa rồi thì anh phải xử lý được mọi việc.
3 năm cho Sushin rồi. Sushin chấp nhận đánh ở cự ly tầm trung. Anh tăng thêm độ chuẩn. Vâng, anh đã lùi xa sẵn rồi, không cần phải để Lin đánh bật mình ra xa nữa. Chủ động ra tầm trung để xử lý những pha bóng dummy tốc độ cao của Lin. Thưa bạn Nguyễn Đình Huy rằng mặt đỏ và mặt đen không có khác nhau đâu ạ. Và Ma Long anh chắc chắn bây giờ anh đã trở thành huyền thoại rồi, và huyền thoại vượt qua Giang Di Cơ rất nhiều. Sushin vẫn không thể thua trái được với Linh. Sushin cần phải đánh trái mạo hiểm hơn nữa. Không thể để Linh đánh đều đánh được. Đây vừa rồi là một pha đánh trái mạo hiểm của Sushin nhưng không thành công. Vâng, thưa anh VT Hùng rằng trận này không có chỉ đạo. Các bạn Thao Lê là trận này, trận Mã Long đánh ngay sau trận này ạ. Mã Long gặp Harimoto. Sushin rất nhanh. Hiện tại đang là 5-7 và Sushin cầm ra bóng. Tốc độ của Lin là rất nhanh. Vâng, các bạn hãy nhìn độ xoáy mà Sushin tạo ra. Vòng cung quá cao mà lập tức Lin có thể đè dummy lại ngay. Như tôi đã nói trong nhiều trận đấu gần đây, Lin Gao Gang là vận động viên có tốc độ cao nhất thế giới. Rất hay. Vừa rồi là pha bóng ăn điểm của Lin. Nếu cứ đánh như thế này thì Sushin không có cửa. Thưa bạn Huy Hoàng là Sushin luôn luôn cầm vợt để đánh theo giờ hai càng. Kể cả như là Wang Hao, Ma Lin hay Sushin, những vận động viên gạo cội vợt dọc của Trung Quốc đều cầm vợt để đánh hai càng. Cầm vợt để đánh một càng thì là một loại vợt dọc khác, là loại vợt dọc J-Pen, vợt dọc của Nhật và được sử dụng bởi rất nhiều những vận động viên người Nhật và Hàn Quốc. Và đỉnh cao là Ri Seung Min, tượng đài bóng bàn người Hàn Quốc. Hai loại vật đó thiết kế hoàn toàn khác nhau, chúng ta có thể nhìn là đã thấy ngay rồi. Mười sáu cho Lin rồi. Lin đã bắt được nhịp trận đấu. Sushin đánh không thủng. Một pha hất cổ tay cực mạnh của Sushin. Xử lý trong bàn luôn luôn là lợi thế của vợt dọc. Tám mười cho Sushin rồi, à 8-10 cho Lin rồi. Thưa bạn Sơn Lâm là Wang Hao là người có quả trái đánh vợt dọc cực kỳ tốt. Tuy nhiên Wang Hao đánh mạnh và giật trái ở tầm trung và tầm xa, chứ không phải là ôm bàn tua đờ mi ép công như là Giang Di Cơ. Không phải cứ trái là trái, không phải cứ đấu trái là so trái với nhau, mà là có giật trái và đuôi công trái. Những vận động viên Trung Quốc trẻ bây giờ đa phần là ép công trái chứ không phải là giật trái đâu. Khi đứng ở vị trí tầm xa thì mọi người, các vận động viên mới giật trái thôi. Ở vị trí tầm gần là hoàn toàn là ép công đờ mi. Và Wang Hao thì không bao giờ ép công đờ mi. Giang Di Cơ là người đã hoàn thiện lối chơi flick trong bàn, sau đó ép công đờ mi, đẩy bật đối phương ra xa và dùng phải để kết liễu. Chắc chắn là Ma Long là huyền thoại bóng bàn thế giới rồi.
Thưa bạn Đỗ Hải Thương là tất cả các vận động viên Trung Quốc đều phải dùng mặt phải là mặt EHS. Đây là truyền thống của Trung Quốc rồi. Nếu không sử dụng thì sẽ bị đào thải thôi. Chúng ta hãy tập trung vào trận đấu ạ. Đây là ván đấu bản lề của hai vận động viên. Một pha giật trái mạnh của Susin. Susin đang vươn lên dẫn trước tỷ số 2-1. Vâng, tôi vẫn rất là mong muốn Susin có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. 2-1 rồi. Susin giao bóng rất nặng, ngắn trái. Chủ động cho Lim Flick lên. Vâng, khi bóng đã nặng như vậy rồi thì Flick lên rất khó để phát được lực mạnh. Và Susin đã né ra để giật kết đường thẳng ngay. Một pha giật bóng hỏng đáng tiếc của Lin. 4-1 cho Susin rồi. Susin đang khởi đầu xét đấu thứ 6 cực tốt. Giật trái đường thẳng rất tốt của Lin Gao Yang. Thế bạn Bạch Mai là Lưu Quốc Lượng đánh vượt dọc một càng. Và mặt phải của Lưu Quốc Lượng là mặt gai công, chuyên về ép công và bạt. Vâng, thưa anh Long, anh hãy inbox để em trả lời thêm cho anh về những mảng kỹ thuật ạ. Chứ còn chúng ta đang tập trung vào trận đấu. 4-2 cho Susin rồi. Vừa rồi có vẻ như Lin đã cho rằng Susin giao bóng chạm vào áo. Vâng, và có vẻ như thật sự là như vậy. Bóng đã chạm áo của Susin và điểm cho Lin. 3-4. Một combo quen thuộc của Susin. Khi Lin click lên thì Susin sẽ giật trái lại ngay và lập tức né ra, dùng phải để kết liễu. Combo rất quen thuộc. Đây là cách để Susin đối phó với những vận động viên trẻ có khả năng click trái trong bàn rất tốt hiện nay. Vâng, rất là bất ngờ. Susin đã click trái lên rồi. Mà lực còn rất mạnh. Vâng, thưa bạn Quân Nguyễn là Susin chắc chắn là cao hơn Ma Long rồi. Theo như thông tin tôi nhận được thì Ma Long cao 1m76, còn Susin là cao gần 1m8 đấy ạ. Ladies. 6-4 cho Susin rồi. Quá hay thưa các bạn. Vừa rồi là một pha giật trái lại của Susin nhưng không thành công, một chút xíu nữa thôi. Vâng, bóng chỉ cách bàn một chút xíu. Rất đáng tiếc Susin. 5-6 rồi. Quá mạnh. Vâng, điểm rơi của Lin trong những pha giật bóng là cực kỳ tốt, bóng ra mang cá sâu bên trái. Và ở pha bóng này thì bóng lại chạm vào mép trắng của bàn cơ. Vâng, theo như thông tin mà anh Phạm Tài Stiga anh đưa ra, rất là cảm ơn anh, thì Susin cao 1m85. Tuy nhiên thông tin ở trên Wikipedia thì Susin cao 1m81. Có thể là hiện tại thì anh đã cao lên. Chúng ta hãy quay lại trận đấu. Lin đã giao bóng, tỷ số là 6-7. Ra đòn trái cực kỳ xoáy, rất quyết đoán.
thực sự là khó khăn cho Suzin. 7-6 cho Lin rồi. 8-6. Đại chờ mong Suzin làm gì trong giây phút này. Đây, thực sự là khi mà quyết cánh trái thì rất dễ bị bắt bài. Suzin luôn phải dùng càng phải để giải quyết trong những giờ phút căng thẳng. Và Lin biết điều đó. Chắc chắn là các vận động viên đẳng cấp thế giới đều nghiên cứu nhau rất kỹ. Sau khi click sang bên trái, sang bên phải thì Phong cũng là chắc chắn Suzin đã không dám né nữa. Và Lin lập tức click sang trái ngay. Lin rất thông minh. Đương nhiên bởi vì anh đều hai càng nên ít có điểm yếu hơn Suzin, dẫn đến anh điều chỉnh rất tốt. Rồi là một chiến thắng rất nhẹ nhàng. Sport TV Shop số 15 ngõ 1 phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.